Chiều qua tại khu vực bản Suối Lồng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một trận lũ quét làm 4 người trong một gia đình thiệt mạng, cuốn trôi 3 chiếc xe máy và một số tài sản có giá trị khác. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã huy động hơn 200 người khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Đến chiều nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân là chị Vàng Thị Sông và hai con là Giàng Thị Say và Giàng A Mang tại khu vực Suối Lồng cách bờ sông Mã gần 3 km. Trước mắt, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình nạn nhân kinh phí lo ma chay. Do điểm xảy ra lũ quét nằm gần khu vực Suối Lồng nên thi thể mất tích còn lại có thể bị trôi ra sông, công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại. Thank you.